Rồi hey, xin các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt uh, chương trình uh, xin uh, để lập trình cho con BLC sinji dòng uh, XD5 uh, 60 T10 thì uh, mình sẽ nạp uh, sử dụng cái chương trình là XDR version 3.7. Thì trong video lần trước uh, thì mình đã hướng dẫn các bạn uh, mình cài đặt được cái uh, cái chương trình version 3 5 uh, bản uh, tiếng Anh. Tuy nhiên là bên trong cái con ở bên trong chương trình này á thì nó lại không có cái version uh, XD5 uh, 60 T10 ha. Mình không có cái 60 T10. Do đó mình cần phải cài uh, đặt một cái version là 3.7. Tuy nhiên cái version 3.7 thì nó lại là bản tiếng chung. Đó à, nó là nó lại là bản tiếng chung mình đây có version 3.7 nè Đây là bản tiếng Trung ha thì mình sẽ hướng dẫn trong video này để chỉ các bạn cách có thể lập trình và nạp được cho con cho con XD 60T10 rồi bây giờ mình sẽ đóng thằng này lại này là version 3.5 mình đóng lại ha nó là bản tiếng Anh ha Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành giải nén cái file này, cái file cài đặt version 3.7 nè. Cái cài đặt thì nó cũng tương tự giống như là version 3.5. Rồi mình sẽ bấm vào cái file cài đặt ở đây. Có đuôi ZH này là tiếng Trung á. Rồi, bấm vào đây để cài đặt bình thường nè Nó hỏi quyền cái bấm Z Ờ, ở đây nó sẽ hơi khó chỗ là, ví dụ như máy của mình cái phông chữ nó không có nè, cho nên là nếu mà tiếng trung thì nó sẽ hiện kiểu như thế này, Giờ đó mình sẽ làm mình hướng dẫn bấm nét tiếp, rồi đây là vị trí cài đặt. thì nếu như các bạn đã quen với cái cài đặt cái version 3.5 bản tiếng Anh đó, thì những bước này mình sẽ biết được cái vị trí nào để mình bấm tiếp, đây là bấm nét nè, rồi nét tiếp nè, sau đó bấm OK nè, thì nó sẽ cài đặt cái version 3.7 cho mình nha. rồi sau đó bấm uh, finish cái này là chắc finish rồi sau khi cài đặt xong á thì nó sẽ hiện lên trên đây 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 là phần mềm của mình nè giờ dạ, mình sẽ mở phần mềm lên ha ở đây còn bản uh, 48 T6 bây giờ mình sẽ thay cái con sáu uh, 60 T10 vào đây Rồi các bạn sẽ thấy cái giao diện nó là toàn tiếng Trung mà. Thì so sánh với cái giao diện của tiếng Anh thì mình sẽ kết hợp hai cái giao diện nó lại để chúng ta có thể vừa lập trình mà vừa có được. Còn nếu dĩ nhiên các bạn nào rành tiếng Trung thì cái video này các bạn không cần xem nữa. Rồi đầu tiên là mình sẽ tạo một cái file mới. Bấm vào đây. Mình sẽ chọn là xd5. xd5 thì các bạn thấy nó sẽ có cái version uh, cái series là 60 T10 nè chọn vô này và bấm ok những cái biểu tượng là y chang vậy y chang cái version uh, tiếng Anh tuy nhiên là chữ nó sẽ là phần tiếng Trung thì các bạn sẽ hơi khó hình dung xíu thì mình vẫn viết code được bình thường như bản tiếng Anh thôi ví dụ như mình uh, lấy cái sung SM13 thì đây mình có cái sung á uh, rồi, mình sẽ bấm vào chỗ này là cái bảng để nó hiện cái những cái thông số nè. Tuy nhiên là ở đây nó là tiếng Trung hết. Ở đây 13 là xung một giây nè. Rồi bây giờ làm sao để hiện cái comment ở đây. Rồi, muốn hiện comment thì giờ mình cũng nhớ nữa. Giờ mở lại cái version tiếng Anh này. Sau đó vào cái view, chọn cái show not comment. À, thì comment nó sẽ bật tắt comment thôi. Rồi, trở lại bản tiếng Trung nha. Đây, chọn này. <laughs> này chắc phải đi học tiếng Trung quá. Rồi, nó sẽ hiện comment lên. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho nó output ra là... Output là chọn F7 nè mình chơi không đi không đi rồi không ví dụ như giờ ở đây chỗ này là y đúng không không mình ghi chú vào là output dù mình ghi là let uh, let không đi thì sau khi ghi xuống nó sẽ hiện đây mình biết này là let không để on up rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nạp code tiến hành nạp code nha mình sẽ cấm cái con uh, BBC uh, của mình cấp nguồn 220 cho nó và mình sẽ cấm nguồn 220 vào chân lên nè này sau đó dùng cái cổng USB thông qua cái cáp uh, USB cáp máy in cắm vào trong máy tính Rồi ở đây đối các bạn là mình sử dụng điện xây chiều ha cho nên chỗ này cẩn thận nha lời với n điện 220 á không cẩn thận là bị giật đấy rồi, mình sẽ cấp nguồn. Rồi, sau khi cấp nguồn lên đó thì mình sẽ thấy cái, cái đèn power đã nó sáng à. Còn cái này đoạn code trước đó mình đã viết cho nhấp nháy đèn 0 và đèn 1. Bây giờ mình sẽ viết lại đoạn code cho nhấp nháy cái đèn số 0 nè. Tức là y0 nè. mở chương trình version 3.7 bản tiếng Trung lên. Rồi, sau đó mình sẽ vào phần thành config thì ở đây hiện tại mình chưa biết là nó có kết nói thành công hay không mình cứ nạp thử ha bấm vào nút nạp thì nó hiện như vậy có nghĩa là kết nối chưa thành công rồi sau đó mình sẽ vào cái BUC config à uh, không option chọn chỗ này có cái cổng cơm này rồi tiếp theo là mình sẽ bấm vào cái USB Ethernet default bấm vào cái chữ này rồi hiện lên màu xanh lá là kết nối đó. Rồi ok. cái nối thành công rồi ha. Sau đó bấm nạp này. Rồi. Bấm tiếp chỗ này. Thì nó sẽ hiện cái biểu tượng nạp lên cho mình. Để mình đóng cái này lại. À đợi cho nạp xong đi. Rồi bấm ok ha. Rồi, như vậy là đã nạp xong ha. Thì bây giờ nếu mình bấm nút tạc á nút run chứ nút run ở đây run BC nè thì nó sẽ chớp chớp đó đèn y không nó sẽ chớp chớp vậy là nhấp nháy có nghĩa mình đã nạp được cái code cho cái, cái hàng này rồi rồi bây giờ một cái option tiếp theo á là giả sử như bây giờ nó tạng là tiếng anh như thế này không Mà ở tiếng chung như thế này không khi mình có thì rất là khó thì mình sẽ có một cách như thế này khi mình có thì mình sẽ dùng cái cái thằng uh, version tiếng Anh đi code khi nạp khi nạp á thì uh, mình sẽ mở cái file lên bằng cái version 3.7 mình tiếng Trung để nạp rồi bây giờ mình sẽ lấy ví dụ thử nha ví dụ như bây giờ mình viết cái chương trình này đúng không mình sẽ thay đổi cái con BLC của nó thành Gen BLC modem nè mình sẽ thay đổi thành XD5E thì ở đây nó sẽ có 60T10 thì nó sẽ tương đương với là cái con XD5 uh, 60T10 mà mình đang nạp thì nó sẽ có đầy đủ các chân. Tuy nhiên là nếu mình vẫn có thể chọn được cái con này. Tuy nhiên là khi mà mình uh, có một số cái biến á mà version 46 T6 nó có. Uh, 60 T10 nó có, nhưng mà 48 T6 nó không có. Thì nó sẽ báo lỗi mà không biết có được. Tuy nhiên hàng X5E và 60 T10 này thì nó tương đương với lại XD5 60 T10 mà mình đang làm thì mình sẽ có tất cả các các chân đầy đủ các biến đầy đủ để mình làm rồi bấm OK ha bấm OK rồi tiếp theo mình viết thêm một cái đoạn nữa đi ví dụ giờ chỗ này chỗ này mình viết thêm một cái nữa là mình cho thêm một cái coi nó là y1 rồi y2 đi rồi, G2 á, cái này là đèn Y0 nè, cái này là đèn Y2 nè. Rồi, sau đó mình sẽ sell này lại. Ví dụ như giờ mình sell vô cái chỗ mình đang lưu nè. Mình ghi chú của nó là XT5. Rồi 60 T10 và LED demo chẳng hạn. Rồi, bấm cell, à, bấm cell. Rồi như vậy thì sau khi sell xong thì có phải mình có được một cái file của thằng uh, xd năm t 10 lấy đâu Nhưng mà cái này nó đang là bản mình đang mở là bằng bản tiếng tiếng Anh Đó. thì bây giờ mình sẽ dùng bản tiếng chung version uh, bản tiếng chung để mở cái file này để có thể nạp có được thì hiện tại bản tiếng Anh mình không có nạp cho cái thằng uh, 60t10 được thì nó không hỗ trợ rồi mình sẽ qua mình sẽ mở chương trình tiếng Trung lên rồi mình bấm open phần file rồi đi đến cái file sáu 560 t 10 mình vừa mở nè Hãy bấm open rồi nó hỏi lưu hay không gì đó cái này chắc là lưu hay không gì đó mình không biết bấm yes đi à vậy là trả lời là không đi trả lời là không á yeah, open no rồi, nó sẽ mở cái chương trình tương đương với lại cái bên cái cái version bản tiếng Anh. Hai file này đang là tương đương với nhau. Rồi, mình sẽ thay đổi cái con uh, BUC lại. trên BUC Mình sẽ thay đổi thành X5 60T10, sẽ đã bấm OK. Rồi ha. Bây giờ để mình làm cho các bạn thấy sự khác nhau này. Bên đây là bản tiếng Anh nha. Đây là bản tiếng Anh. để về đi cho dễ. dễ nhìn Rồi, bản tiếng Anh nếu mình nạp nè. nó không nạp được. Bây giờ là nó không có hỗ trợ cái 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 model cái modem là model là 60T10. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua bản tiếng Trung. Ha, bản tiếng Trung. Rồi nạp thử nào. Đó, về bản tiếng Trung nạp bình thường á tại vì nó có hỗ trợ mà. Nó hỗ trợ con cái model là 60T10. cái đây là 60T10. Rồi, đợi xíu nha nó hơi hơi lắc xíu rồi trong chương trình lúc mình nạp nếu nó có giả sử trường hợp nó bị lỗi thì mình có thể đóng mở lại để mình nạp Rồi, ok, nó vẫn có thể nạp được nè. Đó, là bấm ok. Rồi, vậy là đã nạp xong rồi đó. Rồi, bây giờ mình bấm run nè. Thì đèn này sẽ nhấp nháy. Các bạn đợi xíu nha. Đó, không thì hay nhấp nháy nè. Rồi, hiện tại bây giờ cái tín hiệu ở trên đây khi mà đi bắt thì có lẽ nó hơi chậm. Nhưng mà cái cái giá trị mà nó nó xô ra đèn lá chấp nháy không và hai là đúng như ý đồ của mình cần mong muốn rồi nè. Vậy là trong cái phần này thì mình đã hướng dẫn các bạn là làm sao để chúng ta có thể nạp chương trình được cho con BOC uh, Shinji X d 5 60 10 mà cái version tiếng Trung của nó không không có version tiếng Anh mà mình dùng version tiếng Trung để nạp thì mình có thể sử dụng cái version tiếng Anh để chúng ta viết code rồi sau đó mở cái file đó lên bằng cái version tiếng Trung và tiến hành nạp code bình thường rồi đối với con BC 60T10 này thì nó có thể phát sung cho 10 chục tức là mình có thể điều khiển được 10 cái motor bước hoặc là 10 cái con uh, servo khác nhau. rồi mình sẽ có một cái video tiếp theo để uh, uh, cho các bạn thấy là nó có thể điều khiển được 10 cái motor bước cùng lúc. video này đến đây là kết thúc. cảm ơn các bạn. hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.